Lang Thang Sài Gòn xin nghe kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên uh, cho phép tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều uh, may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi quay ở đây để chia sẻ đến quý vị một cái nhân vật mà hôm qua tới nay cũng rất nhiều bà con uh, điện thoại hỏi, comment hỏi. Cái nhân vật này là cái nhân vật là trước giờ những bà con bên tôi đó là đặt cho cái biệt hiệu là chị Đại Bình Dương Nhưng thực ra cái tên của cô này là Lê Thị Ngọc Anh Thì bà con luôn luôn đặt ra câu hỏi là chị Đại Bình Dương là ai? Mà vì sao tôi lại ghép cho là cái tựa đề là mẹ nuôi của trọng súng? Thì thưa quý vị cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó cả Chứ không phải không thì muốn mà để mà chia sẻ được đến quý vị cái vấn đề chị Đại Bình Dương là ai? Thì hôm nay tôi xin phép tôi dẫn chứng lại một số cái mẫu chuyện trước của cái thời điểm mà dịch bệnh của năm 2021 liên quan đến bếp cơm của bác Ba Trầu. Thì tôi sẽ dẫn chứng lại để quý vị có cái sự hình dung. Thì thưa quý vị thế này, cái sự việc này nó cũng bắt đầu từ cái nhân vật trọng súng và năm đứa trẻ buổi đời. Cái lúc mà dịch bệnh thì trọng súng được Lê Tân Thiện đưa về bắt bếp cơm bếp hoa trầu để kêu mang, để kêu gọi cộng đồng mạng, kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ. Đấy. Thì sau khi trọng súng có một cái khoản tiền mà được mạnh thường quân giúp đỡ thì trọng súng có những cái cách tiêu xài nó vô cùng phung phí. Đó là mua những cái vật dụng nó không cần thiết tại cái thời điểm đó mà tiêu sản đi cái số tiền mạnh thường quân quyên góp về cho trọng súng cái mục đích của mạnh thường quân là đưa tiền cho lương thiện để đưa cho trọng súng để nuôi con ăn học cho con cái nó có một cuộc sống ổn định chứ không phải để đưa tiền cho trọng súng là mua những cái mặt hàng mà nó không có cái giá trị đích thực tại cái thời điểm sử dụng. Cho nên á, bác ba trầu cái nhìn vào đó mà bác ba trầu bắt bực, bác mới có những lời khuyên. Nhưng trọng súng, nói thật sự cái bản chất của trọng súng thì quý vị cũng đã biết quá rõ rồi. Chính cha mẹ ruột của nó mà nó còn không nghe thì dễ gì đã nghe bác ba trầu? Mà nó vẫn nhận bác ba trầu làm ba nuôi như đúng rồi. Vẫn nhận Lê Tân Thiện làm cha nuôi như đúng rồi. Tôi hỏi tuổi Lê Tân Thiện với là tuổi trọng súng. Lê Tân Thiện để được trọng súng không quý bậc Mà cũng nhận làm cha nuôi như đúng rồi đó quý vị. Nhận bác ba trầu làm cha nuôi thì tôi vẫn là tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái mục đích của trọng súng nhận bác ba trầu làm cha nuôi đó. Là vì sao? Để nhằm cái uy tín của bác ba trầu đó. Nó lấy uy tín bác ba trầu để nó mới đánh đậm vào cái lòng thương hại của một số mạnh thường quân phương xa mà một số mạnh thường quân là cũng đã từng đóng góp tại bếp cơm của bác và trầu để... mới lấy được lòng của người ta mới trục lợi được trên đồng tiền của người ta như thế chứ tôi đảm bảo rằng nếu mà nó không nhận bác ba trầu làm cha nuôi thì bây giờ nó cũng giống như là một con chó ghẻ ngồi đường thôi nhưng thằng này tôi đã từng nói rồi nó một thằng vô ơn vô nghĩa để... Sau này được bác Ba đầu dùng cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân Để mà xây cho nó, làm cho nó một cái nhà tạm bên dầu đất Chú Hai Phước Đã. Nhưng lúc đó xin thưa quý vị Lúc đó là bác Ba Trầu cái việc của bác rất nhiều Cho nên bác mới là nhờ chú Hai Phước đứng ra trong coi cái việc đó Trong coi cái việc mà làm nhà cho trọng xuống. Thì lúc đó được Lê Thân Thiện đưa lên là đại gia bất động sản Phật sống là nói với chú hai phước đó quý vị. Đó lúc đó là nói thật sự ra cũng có một số mạnh thường quân mà ở đây là có một số mạnh thường quân bên Mỹ cũng đã từng liên lạc với tôi rồi. Tôi cũng không tiện nêu tên ở đây. Cũng nói rằng ở cũng lúc mà trọng súng có làm nhà đó thì cũng có gửi về một số tiền cho trọng súng làm nhà. Thì sao quý vị? Thì nó sinh ra rất nhiều cái bất cập là lúc đó là cái như quay sang 180 độ với bác bà trầu Đấy. và dồn ép bác bà trầu vào cái con đường cùng để mà sao để bác bà trầu không còn cái cơ hội để mà làm cái bếp cơm tại đó cho nên lúc nào cũng chàng ép bác bà trầu cả lúc đó là dưới cái thành bình định dấu yêu dưới thành nhịp sống điêu nó là hai cái kênh truyền thông chính cho bếp cơm của chú Hai Phước Luôn luôn đa đưa ra những cái Tin Mà chú Hai Phước Và vợ chú Hai Phước phát ngôn Ở trên cộng đồng Nhằm hạ uy tín của bác Ba Trầu Và lúc đó là tất cả Mọi cái mũi dùi dư luận Chia gì hết bác Ba Trầu Vì sao Vì lúc đó Bình Định nó có một cái hành động vô cùng bất dạy Đó là nó vô nhà bác Ba Trầu Nó quay những cái thức phim nhưng bác Ba trầu chưa có đồng ý Nhưng nó dẫn vô nó quay Bác Ba trầu mới có những cái phản ứng Nó thật sự những phản ứng tôi nghĩ là những phản ứng rất bình thường Với bất kỳ ai mà vô cái nhà của chúng ta Mà chưa có cái sự xin phép Mà lại có những hành động à, Quay phim rồi có những cái câu từ Mà nó không được cái nhã nhặn thì ai cũng có cái sự bức xúc đúng quý vị Và bác Ba Trầu cũng như thế Cũng là một người phàm mách thiệt đó cho nên á bình định dấu yêu cũng ghim Bác ba trầu từ đó là gọi là cái như là ngậm thù chỗ Bác ba trầu và chưa có cái cơ hội để mà trả thù món món nợ này cho nên á sau khi mà bình định dấu yêu nhảy hẳn sang bếp cơm của chú hải phước thì luôn luôn có những cái clip mà quay của vợ chồng chú Hai Phước lên là có những cái lời đã kích bác Ba Trầu nhất là trong bếp cơm của bác Ba Trầu và công tác hành thiện của bác Ba Trầu từ cái việc là tố bác Ba Trầu đi vay tiền đóng. rồi thế này thế khác nhưng thưa quý vị bác đi vay tiền đóng là vay ai cũng vay trong những người như đó để mục đích là gì để dìa cũng lo cho bếp cơm cũng lo cho những cái bà con nghèo thật sự đã. và nó đỉnh điểm hơn là lúc là bác Ba Trầu Tôi có điện qua lúc đó tôi nghe những cái lình xình Là tôi nghe như thế tôi mới điện qua bác Ba Trầu Thì bác Ba Trầu cũng chia sẻ thật Bây giờ những cái clip đó vẫn còn trên kênh của tôi Bác Ba Trầu chia sẻ là chia sẻ thật Vì sao mà những người mà dồn bác Ba Trầu thế này thế khác, khác? Bác Ba Trầu cũng chia sẻ thật Vì sao? Vì người ta thấy những cái món lợi Món lợi mà không phải mình bỏ công sức ra như bác ba trầu bác làm là bác làm thật Giống bác nhận tiền của mạnh thường quân Bác làm là bác dùng để mà cái như là mua gạo rồi cái như là mua thức ăn rồi đi phát Cho hồn cho rương rồi một số bà con bất hạnh đó quý vị Mà trước là cái mạnh chưa có mạnh thường quân thì bác ba trầu cũng đã làm rồi Chứ không phải không có Bác Ba Trầu làm từ cái thời điểm còn là năm 14 tuổi cho đến tại thời điểm bây giờ. Nếu quý vị nào khán giả cũ của tôi thì cũng đã hiểu được cái bản chất thực sự ở đây là gì. Đúng không ạ? Nhưng có một số người cứ thấy cái vấn đề là bác Ba Trầu là có nhận được tiền của Mạnh Thường Quân đó quý vị. Cứ nghĩ là chắc là món hời dễ nuốt cho nên nhảy ra tách riêng ra để mà làm. Thì thâu ta tách riêng ta làm thì cái tên ta đổi đi vẫn là bếp cơm phước thiện. Đúng không ạ? Vẫn để số điện thoại của bác Ba Trầu lên. Trong khi đó bác ba trầu không dính dáng gì bếp cơm nữa cả Mà vì sao lại như thế Có phải là mượn hình ảnh bác ba trầu để mà có một cái Ý đồ riêng cho mình hay chăng để. Cho nên á Lúc đó tôi đứng lên tôi nói Tôi đứng lên tôi nói tôi bảo vệ cái lễ phải Chứ tôi không thiên vị bất kỳ ai Tuy nhiên Cái thời điểm mà nó cao trào nhất Đó là bình định dấu yêu có đưa lên cái thước phim của thành thoảng thành thoảng là ai nó là cái thành bụi đời được lơ thân thiện đưa về cưu mang tại bếp cơm bác qua trầu Đó. nhưng sau cũng chính thành này nó lên cộng đồng mạng nó chửi bác qua trầu không ra cái hệ thống gì cả vì sao nó phải làm như thế vì nó có một tí với cái quyền lợi bên kia đưa ra Đó nó anh ở bên đó lúc mà giữa bác ba trầu với bếp cơ bên kia là có sự xung đột ấy. là bác ba trầu là xem như là không cần quan tâm đến cái 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 nhà mà bác bỏ tiền ra bác bác xây dựng nữa đấy mà cái nhà bác xây dựng là cái nhà cho trọng súng ở đó quý vị đấy. sau trọng súng có tiền rồi cái cũng nhảy ra cái như là cũng bỏ ra cái như là đi thuê nhà ngoài ở chứ đâu có ở cái chỗ cái nhà bác ba trầu cái như là, là 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 xây dựng cho đâu đấy. có tiền là tôi được quyền tôi chảnh này. chảnh chó đấy. Cho nên quên ơn quên nghĩa là tôi nói thẳng thằng đấy là nó quên ơn quên nghĩa nó không biết là ai tạo dựng nó từ đầu. Đấy. Cho nên á khi thằng toàn của đời đứng lên là chữa bắt đầu lúc đó tôi có những tiếng nói rất mạnh mẽ và tất cả những vị khán giả mà trước giờ theo dõi kênh tôi đó là một những vị nhân chứng sống. Khi tôi có những tiếng nói đáp trả lại thì sao? Chị Đại Bình Dương này mới nhảy vô Bảo vệ cho chú Hai Phước Và xúc phạm bác Ba Trầu Một cách thậm tệ Đấy. Tất cả các clip tôi vẫn còn đang lưu giữ lại hết Cho đến ngày hôm nay Đấy. Cho nên đó, Những vị khán giả bên tôi ngay cả lúc đó cũng có chị Cúc Trần rồi có một số uh, chị em khác nữa Cũng đứng la ra là bảo vệ lại phải nhằm để mà giữ lại bếp cơm bác Ba Trầu Để mà lo cho một số bà con nghèo nhất là cái thời điểm cái thời điểm đang dịch bệnh và đỉnh điểm nhất đỉnh điểm nhất đó là cái sự việc mà cháu của chú hai phước cháu của cô loan chị loan là vợ chú hai phước đó, đứng ra tố giác những hành động chú hai phước rễ của chị loan là chồng à, rễ của của chị loan là chồng của chị anh này nè là cháu của chị loan đấy là cũng đứng ra tố giác chú Hải Phước. Lúc đó chú Hải Phước mới lặng, mới lặng sâu đó. Và lạnh sâu là không có một lời đáp trả Thì chị Đại Bình Dương này Cứ ra rã ngày nào cũng lên chửi bác ba trọng Và chửi tất cả các chị em tôi Để. Mà tôi xin thưa quý vị Cái chuyện đó là nó không phải là chuyện của chị này Mà chị này đang đi bảo vệ cho những hành động sai trái Sai thật đó chứ cái bếp cơm là bếp cơm của bác Ba Trầu Bác gầy dựng là một thời gian khá dài Thì bây giờ giả sử như anh nhìn Anh thấy người ta làm thiện thì anh cũng đi làm thiện Thì anh đặt một cái tên khác Không cần thiết là phải là để cái từ là bếp cơm phước thiện Cũng gánh cái số điện thoại của bác Ba Trầu vô làm chi Trong đó bác Ba Trầu không có liên quan Thế thì tôi hỏi quý vị cái hành động đó là hành động gì Mục đích cuối cùng là cái gì cho một số bà con mà nước ngoài cái điện thì tôi hỏi Ủa là cái nào là cái của ông Ba Trầu Và cái nào là không phải cái của ông Ba Trầu Thế tôi hỏi ngược lại Ủa cô đọc là cái đọc cái tên gì Hay chú đọc cái tên gì cũng là Phước Thiện Thì Phước Thiện của ông Ba Trầu Cái số điện thoại để thì tôi nói sự nhầm lẫn là có Đúng không vị Cho nên đó, Có những người Họ cố tình họ đưa ra những cái Mà mờ ảo như thế Thực sự nó rất khó hiểu và cũng từ cái sự khó hiểu đó cho nên tôi đứng ra tôi có những cái phát ngôn. Tôi có đứng ra có những cái bài luận của tôi giống như trường hợp trọng súng như bây giờ. Thì cũng đã được uh, rất nhiều bà con cũng hưởng ứng. Nhưng tôi cũng bị te tua ở thời điểm đó. Một ngày nó lên mà nó thật sự nó chửi tôi với mấy chị em là cái lên kênh tôi phát ngôn là không ra thở thống gì. Nó chửi mà đến mức bắt qua trầu phải nhục chí muốn bỏ cái như công tác hành thiện. Quý vị thấy đi một người hành thiện cả đời vì những bà con nghèo cũng phải nhục chí trước cái chị đại bình dương này Đấy, thì quý vị cứ nghĩ đi mà lúc đó là tôi nói thật không có bất kỳ ai mà đứng ra lên tiếng cái sự việc này cả ngồi tôi với một số bà con mà cả như là yêu chuộng lễ phải đứng ra lên tiếng cho cái sự việc đó và cho đến bây giờ và cho đến bây giờ giữa cái mối thâm tình giữa thằng Trọng Súng và chị Đại Bình Dương này nó có cái mối thân tình là nó đang có một cái cội nguồn là tại bếp cơm như thế cho nên khi tôi phát ngôn về Trọng Súng phát ngôn về những cái sự việc mà như Lân Thiện kêu gọi cho Trọng Súng là không có sự xác minh phát ngôn cho cái vấn đề thằng Bình Định dấu yêu là thằng Nhịp Sống Niêu nó có những cái hành động, có những cái lời mang chất là rên rỉ ý ôi nhằm để đánh vào lòng thương hại của một số bà con thì vô hình chung nó sẽ động chạm đến quyền lợi của một số người. Xin thưa quý vị, nó đang động chạm đến quyền lợi của một số người và đây là động chạm đến quyền lợi kinh tế. Cứ nghĩ tiền của mạnh thường quân là một món hời, cứ ai là cái như lấy được thì lấy. Đấy. Họ bất nhân cỡ đó quý vị, mà họ không biết rằng những đồng tiền của mạnh thường quân là họ làm cũng đổ mồ hôi soi nước mắt. Họ mới có những đồng tiền như thế Họ mới gửi về cho đồng bào Để mà cái chung tay chia sẻ Những cái khó khăn Trước mắt Họ giúp mặt Nhưng mà có một số kẻ Tôi nói thật sự thưa quý vị Nó bắt lương đến mức mà nó Nhận đồng tiền mạnh thường quân Mà nó làm ít mà nó hô thì nhiều đấy. Mình có giỏi đấy, Thì mình bỏ tiền túi mình ra Mình đi làm từ thiện Đấy. Còn khi đã nhận đồng tiền của người khác làm từ thiện thì nó phải là minh bạch rõ ràng. Cái đèn này mà cái như là tôi nói thưa quý vị, mượn hoa dân Phật mà cái hoa nó nó ngửi hết cái mùi thơm rồi. Đấy. Nó kính nó ăn cái nhụy rồi, còn cái vành ngoài đem lên nó tặng, đem lên nó dân. Chắc anh là những cái thành phần này tôi cũng đã từng có sự cảnh báo cho nên tôi nói quý vị nó cũng đã va chạm đến một cái quyền lợi nhất định trong đó trên cái cần tôi mà lựa cơ hội cần tôi hở cơ tôi hô lên một tiếng là bọn này nhảy vô nó nhảy vô tấn công tôi là cái như vô tội vạ và tôi cũng đã từng chịu như thế rồi nhưng không phải không phải là tôi chưa đâu tôi cũng từng chịu mà cái như là bị tất cả những cái kẻ này nó nhảy vô nó xúc phạm nó xí vả đủ kiểu nhưng tôi tôi không ngắn tôi, tôi từng nói quý vị rồi khi tôi đã đứng ra cộng đồng mạng tôi nói thì tôi không sợ va chạm và tôi cũng tránh sợ cái dư luận vì tôi nói đúng tôi nói những cái gì theo quan điểm tôi là đúng là tôi nói thôi và tôi báo về cái lẽ phải chứ tôi không đi làm những chuyện sành bậy mà tôi phải sợ trên thời điểm đó quý vị biết có rất nhiều người gọi như là điện thoại tới hâm he nhiều cái lắm ngay cả những cái giang hồ mà có máu mặt ở sài gòn này cũng điện thoại tới ham he ừ sao mày là đi uh, bảo vệ ông ba trầu mà không bảo vệ bên kia ví dụ vậy cũng nhiều cái đó mà tôi nói cái đó là quyền của tôi anh chẳng có cái gì mà anh ép buộc tôi là thế này thế khác cả đúng không tôi cảm thấy cái việc đó đúng là tôi làm tôi cảm thấy cái việc đó không đúng là tôi xin tôi rút chắc anh không có cái quyền và cũng chẳng có tư cách mà phải ép tôi làm những cái gì mà tôi không thích thậm chí thưa quý bà con cái lúc mà lúc dịch bệnh là tôi vẫn đi phát quà cho một số bà con nhưng mà sao nó vẫn bơm hàng tôi đó Nó đưa cho địa chỉ với Số lượng hàng như thế Rồi người cần như thế Tôi vẫn đến tận nơi tôi nhìn vô là kể như tôi điện thoại không nghe máy Tôi nhìn vô thấy là cái địa chỉ là không phải như người ta mô tả Quý vị thấy không? Cho nên tôi nói là khi mà cái như đứng lên cộng đồng mạng Nó là một, một con dao hai lưỡi Nhưng mình phải có cái lập trường của mình chứ còn không thể mà gió chiều nào xoay chiều nấy thực sự đó là cái như thực sự nó tất cả những cái tâm huyết những cái mà phát ngôn của mình trước đây nó vô nghĩa cho nên khi đứng lên cộng đồng mạng phải có những cái mà gọi cái lập trường thép nếu còn cái dư luận dĩ nhiên khi đưa ra một thông tin nó luôn luôn có hai cái làng dư luận thuận chiều và trái chiều nếu như chúng ta không có những cái cương lĩnh không có những cái lập trường cho cái phát ngôn của mình thì thật sự quý vị dễ bị là cái như là nó kết đuôi lắm nó làm tất cả mọi cái ngay cả cái là hăm dọa nó cũng đã làm với tôi nhưng thật sự lúc đó tôi móc ra cũng nhiều kệ lắm không phải là cái như bây giờ như rơm rơm như chỗ trồng súng được cho nên lúc đó là thật sự quý vị tôi với chị Đừng cúc nè bị là một nhóm youtube nó nhảy vô tấn công là lên bờ xuống ruộng luôn nhưng thật sự đến bây giờ tôi vẫn là tôi chị trần cúc vẫn là chị Đấy. nó còn xuống tận kiên giang để mà xác minh cho trường hợp trọng súng nhưng tôi nói quý vị nó cũng đi giống cái trường hợp của bọn mà nhảy nhép vừa rồi nè nó cũng xuống đó nó quay gia đình trọng súng rồi nó đi nó phải đi 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 về quay gia đình trọng súng phải mang nhục mà về rồi đến bây giờ trọng súng nói là do tôi với chị trần cúc mà nó hết số tiền đó vì chủ nợ là biết nó đang giữ số tiền đó cho nên chủ nợ kéo tới đòi nhưng đó là một trong những cái nó vô lý chính của nó chính nó là nó phát ngôn trên kênh của nó là tiền nó đang giữ số tiết kiệm nó đang giữ mà mẹ vợ của nó lại nói ở kênh kênh tôi là tiền và số tiết kiệm là lương thiện đang giữ cho nên giữa hai cái nó không có cái sự tương đồng về cái lời khai cho nên một số kênh youtube xuống gặt trọng súng để xác minh cái sự việc đó và trọng súng o o lên miệng nó đang ở tiền và số tiết kiệm là trọng súng đang giữ để. và nó thật một kênh tôi lúc đó có một kênh tôi còn bên kia tới năm bảy kênh nó xuống tập trung nó quay hỏi thằng nào phát sóng nhiều hơn thằng nào mà nó đưa ra những cái thậm chí bây giờ nó thật sự quý vị bán nhà nó cũng bảo là do tôi nó bán nhà đấy quý vị để. Mà sao nó không tự hỏi là do nó sống thế nào mà để có những người như tôi xuất hiện Nó sống đúng đi Nó làm những cái mà cái như là Đừng bao giờ là bể mặt của con người Việt Nam chúng ta Thì ai đâu mà đứng ra cái như vạch mặt nó làm gì trước cộng đồng Cho thưa quý vị là cái như là Chị Đại Bình Dương cũng xuất hiện từ đó Và đến bây giờ đó quý vị Nó tồn tại hay từ chị Đại Bình Dương Thực sự chị này ấy, Chị cũng từng tuyên bố hô hào là chị là chị ở tại cái Đại Nam là Trước cái cái, cái cái nhà của trước cái khu mà du lịch đại nam đó nhưng thật sự khu đại nam trước tôi xuống tìm một lần rồi thì tôi thấy là trước cái khu du lịch đã có những cái nhà vệ sinh với những toilet của công cộng của là cái khu du lịch đại nam thôi thì tôi mới lên cộng đồng mạng tôi hỏi rằng là chị ở cái phòng nào của trong cái dãy toilet đó thì chị không có câu trả lời và chị chìm xuồng luôn cho đến ngày hôm nay thì chị cũng đứng lên những kênh khác chị cũng chửi tôi và chị Chửi những vị khán giả mà đứng nói Ở kênh kênh của tôi như thế Thậm chí cái cô 80 tuổi Cô đây là tôi nói thật cho quý vị hiểu luôn, Cô này là cô là mạnh thường quân à, Lớn của bác Ba Trầu Đấy. Cô là ở Mỹ Cô đã 80 tuổi rồi Nhưng mà cô Vẫn là ủng hộ bác Ba Trầu Với một số tiền rất lớn để cho bác Ba Trầu làm Trong cái mùa dịch Đúng không? Nhưng bị Con này những bị cái 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 con bình dương này nó lên nó chửi là cái như lên bờ xuống ruộng luôn chửi đến mức mà cô phải nhục chí cô phải buông cái như là là, là công tác từ thiện của mình thì quý vị biết rồi cho nên cái tâm con này nó thật sự nó đang ủng hộ cái ác nó diệt cái thiện nên nó là một trong những là khách tin của là cái như những người mà chân chính thực sự Đấy, ai mà làm cái việc mà cảm thấy chân chính là bắt đầu là nó nhảy qua nó chửi Đấy. Ngay cả bản thân tôi thực sự cái lúc mà đi dịch bệnh tôi đi kể như là tôi phát quà cho một em bé Nó đang trên đường đi mà lúc đó thời điểm mà Sài Gòn đang giãn cách đấy quý vị Tôi gọi em bé tới tôi cho em bé 200 ngàn Bắt đầu là cái anh mà tổ dân phố anh ra anh nhảy anh múa rồi nói tôi kể như là Là thế này thế khác Sau là cái như là là chặn em bé giữa đường ông nghĩ tôi là đi bắt cấp em bé thì tôi mới gọi công an tới thì công an là là đã xác minh rõ ràng cái sự việc là tôi gọi bé tới để tôi cho tiền và cái clip đó tôi cũng đã đăng lên cộng đồng mạng rồi tôi đăng lên trên ca kênh của tôi đó quý vị mà nó lên nó vẫn xuyên tạc là tôi đi chân dứt trẻ em cho nên con này mang chắc là cái lưỡi nó không xương thì thôi quý bà con cũng muốn biết cái con đại bình dương là ai thì hôm nay tôi còn có cái clip này và tôi dành cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn về bản chất con này cho những ngày qua nó lên những kênh cái như YouTube kia nó nói về tôi thực sự tôi cũng nghe nhưng mà thực sự tôi không cần thiết vì chấp cái loại mà người ta biết thì mình nên nói mà cái loại mà sống như chi phèo mà nó không biết ơn biết nghĩa không biết đúng sai thì thực sự mình nói tất cả là vô nghĩa còn liên quan trường hợp trọng súng vì sao tôi phải nói vì tôi nói ở đây tôi không phải tôi nói cho trọng súng mà tôi nói ở đây để tôi cảnh tỉnh tất cả những cái bà con ở phương xa để họ có những cái sự nhìn nhận rõ ràng cho cái trường hợp Đồng súng nói riêng và một số trường hợp của những kênh YouTube này đưa lên là nói chung để họ có những cảnh giác thật sự. Họ tránh đi những cái để cho bọn này nó bớt các cơ hội đi lừa người khác nữa. Thì đó là cái, cái ý của tôi thôi. Chứ thật sự ra thì cho nên quý vị hỏi là tôi mới trả lời ở Bình Dương là như thế. Đại Bình Dương là thế. Thật sự nó chẳng cái đại đâu khi mà tôi xuống dưới là cái như là thật sự nó trốn như là rắn mùng năm thật sự nó đâu có xuất hiện đâu mà đại không đại Nên thưa quý vị clip này tôi xin nghe kết thúc clip đây một lần nữa kính chúc quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong cái clip này nếu có những gì tôi nói nó không phải vì clip này thật sự tôi dành riêng cho để những những vị mà hỏi là đại bình dương là ai tôi trả lời và có những trong cái trả lời tôi có dẫn nhất là những cái câu chuyện trước kia mà xảy ra cái sự việc như thế thì quý vị nếu mà có những lời nó không phải quý vị cũng rộng lòng bỏ qua nha, vì cái lời thật nó hay bắt lòng. Và bye bye quý vị.